Báo phát, Sancho đạt thỏa thuận sang PSG. Theo Sportzone, Jadon Sancho đồng ý chuyển sang khoác áo PSG trong hè này. Jadon Sancho đã thống nhất điều khoản cá nhân với PSG. Tuy nhiên, nhà vô địch Pháp chưa vội đặt vấn đề với Manchester United bởi Sancho không phải là ưu tiên số 1 của đội bóng này. PSG vẫn đang liên hệ với một vài cái tên khác, Sportzone tiết lộ. Sancho không cần quá lo lắng về tương lai. Ngay cả khi không được PSG chiêu mộ, anh vẫn được huấn luyện viên Erik ten Hag trao cơ hội ở mùa giải tiếp theo. Trước đó, tiền vệ sinh năm 2000 đã chủ động xin lỗi ông thầy người Hà Lan và được tha thứ. Đôi bên thống nhất bỏ qua mâu thuẫn để hướng đến mục tiêu chung ở mùa 2024-25. Trong bài phát biểu mới đây, huấn luyện viên ten Hag ca ngợi Sancho là một cầu thủ giỏi và có thể giúp ích cho đội bóng. Manchester United cũng đang theo đuổi Manuel Ugarte của PSG. Tuy nhiên, hai thương vụ Sancho và Ugarte sẽ hoàn toàn tách biệt. Về phía PSG, câu lạc bộ này đang gấp rút tìm kiếm người lấp vào chỗ trống Kylian Mbappe để lại. Đội chủ sân Parc des Princes từng liên hệ với Napoli về trường hợp của Victor Osimhen. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch Italy lại đưa ra mức 100 triệu euro, trong khi PSG chỉ chấp nhận chi tối đa 75 triệu euro. Ngoài ra, PSG còn đang nhắm đến Nico Williams. Đội bóng thủ đô nước Pháp sẵn sàng chi 80 triệu euro, con số gấp đôi đề nghị của Barcelona để đưa nhà vô địch Euro 2024 đến Ligue 1. Trước khi tăng cường hàng công, PSG đã đạt thỏa thuận với Benfica về trường hợp của João Neves, tiền vệ này sẽ đến Parc des Princes với giá 70 triệu euro.